Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đến với Đảo Kinh Dị, kênh chuyện mà luôn có những câu chuyện hấp dẫn nhất để đón chào các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một bộ truyện rất được mong đợi, đó chính là bộ truyện Đồng Thầy Sát Quỷ, lại là một chuyến phiêu lưu tiếp theo của cậu Lâm, Sơn Ngọng và Biển Lác, những cái tên mà chúng ta đang ngóng chờ từng ngày, đúng không nào? Mình cũng xin bật mí trước khi bắt đầu với anh em là cách đây độ khoảng 4-5 tháng gì đó thì Ma Bóng này là hai tác giả nhé. Hai tác giả nhưng mà lấy viết chung câu chuyện này và lấy chung nghệ danh là Ma Bóng. Thì cặp đôi Ma Bóng của chúng ta thì các bạn đã có một cái chuyến công tác, à không phải chuyến công tác mà một chuyến thực tập, các bạn vẫn đang là sinh viên thôi, rất là trẻ. Các bạn đã có một chuyến thực tập ở trên những cái vùng rừng núi Tây Bắc tận mấy tháng trời liền. Thế nên là mình nghĩ đó cũng chính là cảm hứng và nguyên liệu để các bạn sáng tác lên cái phần 2 này. Phần này thì mọi câu chuyện sẽ diễn ra ở một vùng rừng núi Tây Bắc của Việt Nam chúng ta, đó chính là vùng Sơn La. Và nó sẽ không phải là những câu chuyện ở vùng đồng bằng có lũy tre làng, rồi có đình làng, có đồng quê nữa. Chúng ta sẽ sang một cái bối cảnh nó mới hơn và nó độc đáo hơn rất là nhiều. Và mình cũng tin chắc là Ma Bóng đã tìm hiểu rất là kỹ văn hóa của những người dân tộc nơi đây rồi. Vậy thì có điều gì hấp dẫn trong bộ Đồng Thầy Sát Quỷ phần 2 này? Xin kính mời các bạn đón xem tập 1 ngay trong ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu thì chúng ta sẽ đến với tiết mục quen thuộc, đó chính là quảng cáo. Với phương châm uy tín là sự nghiệp, Sơn Hải Nguyễn.com chuyên cung cấp các gói YouTube Premium giúp bạn xem YouTube không còn quảng cáo với mức giá cực kỳ hấp dẫn chỉ là 269.000 một năm. Uy tín và chất lượng luôn là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi. Website sonhainguyen.com. Còn bây giờ, không để các bạn quý khán thính giả đợi lâu thêm nữa, xin kính mời cùng đến với Chuyện Ma Tứ Phủ Đồng Thầy Sát Quỷ phần 2, U Linh Tây Bắc, tập 1, chương 1, Tiếng Thét. Trong cánh rừng già vùng Sơn Cước, những tiếng người với tiếng thúc giục hòa cùng với tiếng mưa rơi rả rích. Cả đám người cứ chạy rầm rập lao về phía ánh đèn đang xa xa phát ra từ một bảng làng gần đó. Đám người ấy cứ chạy một cách vội vã, nói đúng hơn là ba chân bốn cẳng mà tháo chạy. Ánh sáng trong mắt họ ngày càng mờ dần đi, gió nước tràn ngập khắp hốc mắt. Có thể là nước mưa, có thể là mồ hôi, nhưng cũng có thể là những giọt nước mắt. Giữa những tiếng mưa rơi, chợt có người nói với giọng gấp gáp: "Chạy, chạy nhanh lên chúng mày, không là chết. Người kia còn chưa kịp nói dứt câu liền bị một ngoại lực hất mạnh vào gốc cây, ộc máu chết tươi. Ngay tức khắc là hàng loạt những tiếng người gào thét vang vọng giữa núi rừng, máu người cùng với nước mưa hòa lẫn với nhau mà trôi trên mặt đất. Từ trong rừng, một thân ảnh to lớn với cặp mắt đỏ rực nhè răng nhìn về phía bản làng trước mặt, rồi từ từ lùi dần vào sâu trong những cánh rừng già. Cả đêm trời cứ mưa sấm chớp nổ lên đùng đoàng giật liên hồi, phải mãi cho tới khi trời sáng thì mới ngớt tạnh trên những mái nhà gỗ cũ kỹ của bản Mường Lại. Mường Lại là một bản nhỏ nằm sâu trong thung lũng bao quanh chỉ có núi rừng của Sơn La. Đường vào bản là một con đường đất, đường mòn đi băng qua những ngọn đồi, những mảng rừng để vào được bản. Dân số trong bản đa số là người Mông. Cả bản tính ra chỉ có gần 20 nóc nhà, dân số chưa đến 60 nhân khẩu. Bởi vì là một bản nhỏ lại nằm sâu trong thung lũng hiểm trở nên cũng có ít người ngoài biết đến mà vào. Vẫn như buổi sáng thường ngày, mọi người trong bản lại rục rịch chuẩn bị đi làm nương, phát dẫy. Nhà nào có trâu có bò thì lại xua trâu xua bò ra khỏi chuồng, dắt lên ngọn đồi bên hông bản để chăn. Tiếng của thằng A Phào vội vã chạy qua nhà thằng bạn là A Bằng mà gọi: "A Bằng ơi, mày dậy chưa đấy? Mày có đi lên rừng lấy gỗ với tao không? A Bằng ơi!" Tiếng thằng Phào cứ gọi thất thanh. Từ trong nhà bước ra một thằng thanh niên với mái tóc bù xù, tay còn đang rụi rụi mắt mà đáp: "Ê da, cái thằng Phào này, phổi mày thì to như con trâu rừng, định gọi cho cả cái bản này nghe đấy à?" Thằng Phào miệng mới nhăn nhở, cười cười mà đáp: "A Phào, tao là con trâu rừng khỏe mạnh, chứ ai như mày, A Bằng là con lợn bản, chỉ có ăn mới ngủ." "Ồ hay cái thằng này, đã thế thì tao đi ngủ tiếp." Thằng Phào thấy bạn mình dỗi định quay trở vào nhà ngủ thật, nó mới gọi giật lại:
Ấy chết, tao chỉ có nói trêu mấy câu mà. Thì mày cũng là con trâu, con hổ oai dũng ở trong rừng được chưa? Thôi rửa mặt mũi đi, rồi lên rừng lấy củi với tao. Chứ mấy này mưa quá có đi lấy được đâu. Nay tạnh mưa hửng nắng tranh thủ đi, nhanh lên tao đợi. Nghe thấy cũng mát tai đấy à Phảo. Thế chờ tao một tí nhá. Rồi rồi, làm đi tao đợi. Thằng Phào gật gật đầu, rồi nó quay qua tựa lưng vào cổng nhà thằng Bằng mà đợi. Đang huýt sáo vui vẻ, chợt nó cất giọng chào. Ê, con chào Mo Khương. Nay Mo có việc gì mà đi đâu sớm thế ạ? Từ đằng xa xa, một người đứng tuổi với mái tóc đã có phần bạc, buộc cừu tỏi trên đỉnh đầu, đang chống cây gậy gỗ, một bên tay đeo một cái tay nải màu đen đã ngả cũ, miệng mới hồ hởi mà đáp. Thằng A Phào đấy hở? Nay nhà Mo tao đi cúng bệnh cho nhà ở đầu bản. Mày với thằng Bằng định đi đâu? Thằng Phào cười cười, nó gãi gãi đầu. Bọn con đi lên rừng lấy củi Mo ơi. Lấy củi hả? Tốt đấy, chăm chỉ như vậy là tốt. Thôi tao đi đây kẻo nhà chủ nó chờ. Khi nào rảnh qua nhà tao chơi. Tao ở một mình, lâu lâu có chúng mày sang Mo tao cũng đỡ buồn. Thằng Phào mới gật đầu vâng dạ, rồi đưa tay lên vẫy, ra chiều lật chào tạm biệt. Mò thấy vậy cũng vui vẻ gật đầu. Đang đứng nhìn theo bóng dáng Mò, thằng Phào giật nảy cả mình khi Bằng nó từ đằng sau mà vỗ vào vai. Mẹ em ơi, cái thằng Hâm này làm tao giật hết cả hồn. Mày làm thế lỡ tao mà chết ra đây, tao sẽ thành con ma con quỷ về tao bắt mày đó. Cái thằng điên, ăn nói vớ vẩn. Và rồi cả hai chúng nó khoác vai nhau, cười nói vui vẻ. Cả hai thằng cứ thế vừa đi vừa trò chuyện trêu ghẹo nhau mà đi về phía bìa rừng đối diện bản. Rừng già sau cơn mưa có chút se lạnh, đường đá trơn trượt, hai thằng phải vừa đi vừa chống cái gậy gỗ nhặt ở ven đường mà chống đỡ. Đi được một đoạn, hai thằng chúng nó mới quay lại nhìn thì thấy bản đã có phần xa xa chỗ chúng nó rồi. Thằng Bằng vừa thở vừa quay qua nhìn Phào mà nói. À Phào ơi, tao mệt quá rồi. Giang ơi, thở không có ra hơi nữa rồi Phào ạ. Tao cũng mệt. Thôi thế tao với mày kiếm chỗ nào ngồi nghỉ tạm rồi đi tiếp. Thế lại còn phải đi tiếp nữa hả Phào? Ồ hay A Bằng, mày không thấy đường lên nó dốc thế này à? Ngồi để có mà trượt xuống dưới kia mày. Thôi đi tiếp. Dứt câu cả hai thằng lại vừa đi vừa thở hổn hển. Cái cảnh trời vừa mưa xong, đường đất xình lầy trơn trượt, khiến cho hai thằng chúng nó leo có vẻ xuống sức hơn bình thường. Đi thêm một đoạn nữa cũng đến được chỗ nghỉ. Tháo hai cái gùi ở trên lưng xuống, hai thằng ngồi tựa vào tảng đá đằng sau thở hổn hển. Thằng Phào lấy bên hông ra một chai nước to đã chuẩn bị từ trước, tu lấy một hơi rồi quay qua đưa cho thằng Bằng. Này, A Bằng uống đi cho đỡ khát. Để tao thở tí đã. Ôi cha giảng ơi, trời nó mưa đường sình lầy quá đi mất, mất sức kinh quá đi à. Rồi nó cầm lấy chai nước thằng Phào đưa tu ừng ực. Ngồi nghỉ một lúc thì thằng Bằng quay qua bắt chuyện. Này, A Phào, sáng nay bố của mày có về nhà không? Thằng Phào nghe vậy liền quay qua mới đáp. Không, tao chưa thấy bố tao về. Thế bố mày về chưa? Bố tao cũng chưa thấy về. Chắc đêm qua mưa to, bố tao với bố mày đi cùng với mấy người trong bản đang trú mưa tạm ở đâu thôi. Chắc nay là họ về ấy mà. Tao cũng nghĩ vậy. Nghe mẹ tao kể là bố tao cùng với mấy người bản đi lấy mật ong rừng 3 hôm nay rồi á. Chắc nay là về thôi. Tại tao thấy mẹ tao lo quá mà. Thì mẹ tao cũng vậy mà. Thôi đứng lên đi A Phào ơi, tao và mày còn phải đi lấy củi nữa, không chưa đến nơi rồi. Thôi đi làm. Kết thúc câu chuyện, cả hai thằng chúng nó lại kéo nhau đứng dậy đi lấy củi. Đang lúi húi nhặt những cành củi có chút ẩm ướt, thằng Phào mới cất tiếng gọi. A Bằng, lại đây nhanh, tao thấy có cái gì nằm trong bụi cây ấy. Nghe thấy thằng Phào nói vậy, Bằng đang đứng gần đó vội vàng chạy lại để xem. Đấy, mày xem, có cái thứ gì đó đỏ hồng hồng nằm một đống ở trong bụi kìa. Thằng Phào vừa chỉ tay vừa nói. Bằng thấy vậy cũng gật gật đầu ra chiều đồng tình. Đúng thật, tao cũng nhìn thấy.
Mà sao tao cứ ngửi thấy cái mùi tanh hôi như mùi thịt sống thế A Phào ơi? Mày có ngửi thấy không? Tao có. Hay mày thử lấy cái que gạt đống cỏ ra xem là cái thứ gì. Dứt lời, thằng Bằng lấy que gỗ đang cầm trên tay, gạt gạt đám cỏ sang một bên. Cả hai thằng cứ thế từ từ tiến lại gần. Chợt, thằng Bằng đánh rơi cái que lùi ra đằng sau, mắt nó mở trừng trừng, miệng lắp bắp. A Phào ơi, là xác người đấy, là xác người đấy A Phào ơi, chạy đi, chạy về bản gọi người A Phào. Tao cũng thấy rồi, chạy về gọi người trong bản đến. Cứ thế thì cả hai thằng hốt hoảng loạng choạng lùi lại, rồi quay người bỏ chạy về bản. Mặc cho đường trơn trượt, hai thằng chúng nó cứ thế mà vừa chạy vừa trượt ngã. Gỗ từ trong gùi đằng sau đổ ra tung tóe, luống cuống thằng Phào còn tháo luôn cái gùi ném bỏ lại để chạy cho nhanh. Còn thằng Bằng thì ngã lên ngã xuống mấy lần, khiến cho đầu gối lẫn chân tay xây sát đến bật cả máu. Chỉ trong chốc lát, cả hai thằng chúng nó cũng về được đến bản. Trên người lấm lem bùn đất từ đầu đến chân, thậm chí có mấy chỗ còn rỉ cả máu. Chúng nó cứ vừa chạy mà vừa hô hoán: có người chết, trên rừng có người chết rồi. Tiếng hô của chúng nó làm đánh động bà con trong bản. Có mấy người đang ở trong nhà thổi lửa nấu cơm, chợt nghe thấy tiếng hai thằng gọi thì vội vàng bỏ dở cả mới chạy ra xem. Cái gì ai chết hả? Một người nhà gần đó chạy ra hỏi gấp gáp. Thằng Phào vừa thở vừa nuốt nước bọt mà đáp: Trên rừng có người chết. Mấy người trong bản xúm lại mà nói: ai đi gọi trưởng bản nhanh lên, nguy to rồi. Hai đứa vào nhà tao rửa chân tay đi, tao bôi thuốc cho, đợi trưởng bản đến thì dẫn mọi người lên đó. Hai thằng Phào và Bằng vừa hoảng sợ lại gật đầu một cách vội vã. Độ tầm 5 phút sau, mẹ của hai thằng chúng nó cùng với đám người, trong đó có cả trưởng bản lẫn Mò Khương, mới vội vã chạy tới. Thấy hai đứa đang ngồi, được bà con trong bản đắp thuốc, cả đám người chạy tới mà hỏi: A Phào, A Bằng, hai thằng chúng mày nói cho tao với mọi người ở đây biết, chúng mày thấy người chết ở đâu? Ông Lự, trưởng bản, hỏi chúng nó với giọng gấp gáp. Thằng Phào đứng dậy chỉ tay về phía cánh rừng cạnh bản. Ở trên kia kìa trưởng bản ơi, chúng cháu đi lấy gỗ, phát hiện trong bụi có cái gì đấy màu đỏ, cháu mới gọi thằng Bằng đến xem, bọn cháu mới lấy que khều khều ra, thấy là xác người thưa trưởng bản, thưa Mò. Ông Lự nhìn theo tay hướng thằng Phào chỉ, gật đầu quay qua gọi đám thanh niên tập trung lại để cùng ông lên đó xem sao. Mò Khương lúc này quay qua nhìn mấy mẹ con nhà hai thằng Phào và Bằng: hai thằng chúng mày có bị thương ở đâu nữa không? Dạ, bọn cháu chỉ bị xây xát nhẹ thôi, không sao đâu Mò ạ. Không sao là tốt rồi, nghỉ tí đi rồi đưa mọi người lên đó. À mà tao đưa cho cái thuốc này, mẹ hai thằng mày bôi vào cho chúng nó, thuốc này cầm máu đấy. Rồi Mò mới lấy trong tay nải ra một gói thuốc màu nâu, được bọc trong tờ giấy đã ngả màu, đưa cho mẹ của hai đứa. Cầm lấy gói thuốc mà Mò Khương đưa, bà Nha, mẹ thằng Phào mở ra bôi cho con rồi đưa cho bà Lĩnh, mẹ thằng Bằng. Miệng bà ấy mới nói: này chị ơi, chị bôi cho cháu nó. Rõ là khổ thân, đi thế nào mà ngã vậy hả hai đứa? Bọn con sợ quá, chạy vội bị ngã thôi, không có sao đâu ạ. Thằng Bằng mới đáp. Lúc này ông Lự trưởng bản đã có phần sốt ruột: hai thằng xong chưa, còn đưa bọn bác đi nào, chứ giờ lòng tao cứ như lửa đốt đi. Nghe thấy ông Lự nói vậy, thằng Phào với thằng Bằng vội vàng đứng dậy đi dẫn đường cho đám người ông trưởng bản. Đường rừng trơn trượt, cả đám người cứ vừa đi vừa bám vào nhau cho khỏi ngã. Khi tất cả đã mệt bở cả hơi tai thì nhìn lên cũng đã tới được nơi. Một người trong đám ông Lự mới cất tiếng hỏi, giọng vẫn đang thở hổn hển: A Phào ơi, đến chưa mày? Đến rồi đấy chú ạ, ở ngay bên kia thôi. Thế rồi cả đám người lại lẽ đẽo đi theo hai thằng Phào và Bằng đến trước một cây bụi. Phào mới chỉ: Trong bụi các bác ạ. Không ai bảo ai, một thằng thanh niên nghe vậy liền tiến sát lại dùng dao phạt bớt đám cây cỏ xung quanh. Rồi cả đám người mới từ từ tiến lại. Một cái mùi tanh nồng bốc lên sộc thẳng vào mũi. Rẽ đám cỏ, ông Lự có chút đứng hình.
đập vào mắt ông và đám người là một cái xác không còn nguyên vẹn. Cả cơ thể người này bị phanh ra gặm nham nhở. Đầu thì chả thấy đâu, chỉ thấy mỗi phần xương hàm đang dính lại ở trên cổ. Phần thân trên bị phanh lộ ra từng đoạn xương sườn, bên trong cũng không còn nội tạng nữa. Ông Lự mới vừa nhìn mà lắp bắp. Mấy thằng thanh niên đâu? Chúng mày đi tìm xung quanh cho bác xem còn cái xác nào không. Mấy thằng thanh niên nghe thấy ông Lự nói vậy, chúng nó cũng lò dò mò xung quanh chỗ cái xác ban đầu. Chợt có thằng lên tiếng. Ông Lự ơi, cháu cũng tìm thấy một cái xác ở đây. Chỗ cháu không có nữa. Giàng ơi, kinh quá đi thôi. Liên tiếp mấy thằng thanh niên đi tìm thì đều thấy cả. Những cái xác không còn nguyên vẹn, người thì mất đầu. Kẻ nào mà không mất đầu, mặt mũi cũng bị cào xé gặm nhấm cho biến dạng. Người thì mất tay mất chân, đa số họ đều bị phanh thây xé xác đúng nghĩa. Trên mặt đất những mớ nội tạng, những đoạn ruột, những miếng phổi với gan nằm lăn long lóc chả biết của ai vào với ai. Mọi người trong đám ai cũng tái mét mặt mũi mà sợ hãi. Ông Lự mới hô đám thanh niên lấy vải đã chuẩn bị trước trong ba lô, quấn từng cái xác lại đưa về bàn. Mấy thằng chung mày, lấy vải bác bảo chuẩn bị ấy, đem gói hết mấy cái xác lại cho bác, đem về bàn. Chứ để họ nằm thế này chả biết ai vào với ai. Hai thằng đang đứng kia, chúng mày kiếm xem xung quanh xem có đồ gì của người chết không thì cũng phải đem hết về. Nhanh lên đi, quá trưa rồi. Nghe ông Lự nói vậy, mấy thằng chúng nó cũng có chút chột dạ sợ hãi. Nghĩ đến cảnh phải gói những cái xác, phải bốc từng mớ nội tạng người mà bỏ vào bao, khiến cho một số người quay đi nôn khan vài lần. Vác xuống thật đấy hả bác? Ồ hay, không thật thì đùa mẹ. Làm đi chịu khó tí, nhanh không trời nó chưa bây giờ. Dạ vâng. Mấy thằng thanh niên gật đầu vâng dạ, nuốt nước bọt, chúng nó trải mấy cái vải dễ to bằng một cây chăn, từ từ bọc từng cái xác. Sau một hồi hì hục với những đống thịt người bầy nhầy và cả những cái xác đã bị phanh thây, thì đếm được 4 cái xác gói trong 4 cái bọc to. Sau mấy thằng thanh niên mới lấy mấy cái đoạn tre buộc cái bao vào ở giữa để mà khênh. Cứ thế thì hai người khênh một bao cùng với ông Lự và cả đám người đi về phía bản. Mất độ tầm hơn 30 phút sau, cả đám người trưởng bản mới về được đến nơi. Đứng chờ sẵn ở dưới bản, ngay chỗ cửa lên rừng là Mo Khương cùng với mẹ của hai đứa Phào và Bằng và cả một số người dân trong bản. Có vẻ như là trên gương mặt của họ để lộ ra những nét lo lắng xen lẫn với sự sợ hãi. Những cái xác được hạ xuống và rồi mở ra. Mọi người ai nấy đều lấy tay mà che đi cái thứ mùi hôi tanh của xác chết. Mò Khương khi này mới lắc đầu thở dài. Khổ thân đám chúng nó, đi rừng chắc bị con hổ con beo tấn công hay sao nữa mà người không còn nguyên vẹn thế này chứ. Rừng này bao năm nay vẫn thường có người đi rừng bị ngã vách với ngã cây khi lấy mật ong chết, nhưng mà đâu có đến nỗi tàn xác như thế này. Giờ chẳng có nhẽ hổ từ nơi khác đến đây. Hay da, có khi rừng này hổ nó mò đến rồi. Tiếng người dân trong bản xì xào bàn tán. Quả thật là những cái xác bị cắn xé đến khó mà nhận dạng được nữa. Những gia đình trong bản có người đang đi rừng lấy mật, trong đó có cả hai mẹ con nhà thằng Phào và Bằng, mới dám lại gần mà kiểm tra xem liệu có phải người thân nhà mình không. Đang ngó nghiêng, chợt cả đám người giật nảy cả mình khi có một nhà họ khóc toáng cả lên, tiến lại ôm lấy một cái xác không còn nguyên vẹn nữa. Rồi cứ thế những tiếng gào khóc nối tiếp nhau. Những cái xác đều đã có gia đình nhận thông qua những món đồ trong ba lô. Nhờ những món đồ mà trước lúc còn sống họ mang đi nên giờ gia đình người nhà mới có thể nhận diện được. Chỉ có mỗi nhà của Phào và nhà Bằng là thở phào nhẹ nhõm vì những người đó không phải là bố chúng nó. Nhưng mà rồi sự nhẹ nhõm đó lại trở nên có phần lo lắng. Bởi vì những người đi cùng thì chết cả mà không biết bố của hai thằng đã đi đâu. Bà Lĩnh mới quay qua hỏi ông Lự. Bác trưởng bản ơi, bác có thấy ai giống chồng em không?
Sao chồng em với chồng cô Nhạ đi cùng với cả đám mà họ thì chết mà chồng bọn em mất tích. Bác ơi, bác giúp nhà bọn em với, tìm xem chồng em đang ở đâu. Chứ thế này em lo quá bác ạ. Ông Lự nhìn bà Lĩnh rồi quay qua nhìn bà Nhạ và cả hai thằng Phào bằng thở dài. Giữa đại ngàn mênh mông thế này, biết tìm hai ông ấy ở đâu. Nhưng mà dù sao cô cũng đã nhờ tôi cùng với bà con trong bản sẽ tìm về cho hai cô. Thôi cứ yên tâm đã nha. Nghe ông Lự nói vậy, bà Lĩnh nhìn sang bà Nhà như an ủi. Giờ đây cảm xúc của hai người phụ nữ đã có chút cao trào, hai mắt có phần ngấn lệ. Họ đang suy nghĩ nếu như chồng mình không trở về thì không biết phải gồng gánh gia đình như thế nào nữa. Một không khí bí bức bao trùm lấy cả đám người đến khó thở. Giờ đây những cái xác cũng được nhận. Nhìn cảnh mẹ khóc con, vợ khóc chồng, con khóc cha, ôm lấy những thi thể không nguyên vẹn mà đến đau xót. Bà con dân bản không ai bảo ai, quay qua an ủi những gia đình có người xấu số. Lúc này thì Mo Khương mới lên tiếng. Tao bảo người nhà thế này, người chết trên rừng theo tục là kiêng, không được cho vào nhà. Vì theo quan niệm, những người chết bên ngoài phần lớn do các loại ma ác làm hại, nên nếu mà mang vào nhà, sợ con ma nó theo vào nhà đó để làm hại những người khác trong gia đình. Do đó người nhà phải dựng một cái lán ở ngoài nhà mà tổ chức tang lễ, nghe chưa? Nói xong, Mao Khương đang định quay đi lại nhớ ra một cái gì đấy mới quay lại mà nhắc. À này, tí nữa tao cũng quên, nhà chúng mày nhớ chuẩn bị một bàn lễ, kèm theo chuẩn bị một con dao với cả một con gà trống để mo tao làm lý gọi hồn cho người chết về. Chết rừng chết núi dễ thành con ma rừng. Dạ vâng thưa mo, gia đình chúng con chuẩn bị ngay, có gì khi nào xong chúng con cho người nhà qua rước mo. Được rồi, ở đây có 4 nhà thì 2 nhà này tí xong qua gọi tao, còn 2 nhà còn lại chia nhau ra qua gọi mo luôn với mo sinh đến lễ còn cho kịp. Lát có gì tao ghé ngang nhà hai mò ấy tao bảo trước cho. Rồi nhà chúng mày tự qua mà rước mò nha. Thấy Mo Khương nói vậy, mấy nhà đều gật đầu ra chiều đồng ý. Ông Lự trưởng bản mới bảo. Đấy, mò đã nói vậy thì mọi người nghe vậy đi. Thôi cứ nén đau buồn lại, còn phải lo cho người chết sang thế giới bên kia được về với ông bà tổ tiên chứ. Người chết thì cũng đã chết rồi, người sống thì vẫn cần phải sống tiếp. Mọi người cứ cần bình tĩnh, giữ tinh thần ổn định để mà còn lo cho người nhà của mình chứ. Trong đám thanh niên chợt có thằng lên tiếng. Thưa trưởng bản với thầy Mo, con thấy rừng có hổ về, chúng ta cần phải lên kế hoạch đi săn bắt con hổ này, tránh sau này có những việc xảy ra như thế nữa. Thưa trưởng bản và Mo. Đúng, nhưng mà việc này có gì để bác tính, giờ cứ phải lo tang ma xong đã. Ông Lự vừa gật đầu vừa nói, ra chiều là đồng thuận. Xong ông mới nói tiếp. Thôi giờ cũng xong xuôi rồi, mọi người đưa người thân về đi, nhà nào về nhà nấy, nhớ lời mo dặn, đừng làm trái mà để ảnh hưởng đến người chết, nghe chưa? Nghe thấy vậy mấy người gật đầu, rồi không ai bảo ai, gói ghém lại mấy cây xác mà giúp nhau đem về nhà. Buổi chiều ngày hôm đấy, tiếng súng kíp được bắn nổ 3 phát 1 ở trước những nhà có người mất, như là báo hiệu nghi lễ đám ma bắt đầu được cử hành. Mao Khương được mời đến nhà như đúng hẹn. Đứng trước căn nhà gỗ có phần ọp ẹp, Mo lắc đầu thở dài. Mặc trên người bộ đồ cúng của thầy Mo, đứng trước bàn lễ được chuẩn bị có phần tươm tất, Mo lấy trong người ra mấy lá bùa màu tím đốt lên hòa vào cùng với bát rượu trước mặt. Xong Mo lấy trong túi ra một cây chuông đã cũ rồi lắc lên. Vừa lắc, Mo vừa lẩm nhẩm đọc thần chú bằng tiếng dân tộc. Rồi tiện tay, Mo cầm lấy bát rượu đã ngả sang màu tro, uống vào, thổi phù ra đằng trước bàn lễ. Mo cứ thế vừa cầm chuông vừa lắc, vừa cầm con dao được chuẩn bị sẵn mà múa, miệng thì không ngừng đọc thần chú. Xong Mo mới giơ con gà trống lên rồi nói. Giang ơi, con ma chết ở trong rừng,
Nghe lời mò tao khấn mà quay về ơ. Nghe tiếng gà gáy quay về với tổ tiên à. Rồi mò mới tung con gà lên trước bàn lễ. Con gà bị trói hai chân, bị tung lên đột ngột, nó vỗ cánh liên hồi rồi đáp đất. Xong mò cứ một tay vừa lắc chuông một cách chậm rãi, một tay thì đặt lên bàn lễ, miệng lẩm nhẩm thì thầm như đang nói chuyện, nhắc nhở người chết về nhà. Cúng xong ở bàn lễ, mò liền ra trước cái lán, nơi đặt xác của người chết không còn nguyên vẹn, được bọc trong một mớ vải lanh ngả màu. Xung quanh những cột lọng tua rùa, đủ giấy ngũ sắc, được đóng ở bốn góc lán. Giấy tiền vàng mã của người dân tộc được treo răng xung quanh lán. Khói từ lá cây thảo dược được người ta đốt gần chỗ người chết nằm để tạo ra khói, xua đi mùi xú uế phát ra từ cái xác. Ngồi trước mâm đồ làm lý, mò lấy ra một cuốn sách cũ, lật dở từng trang, đọc những hàng chữ cổ ở trong đó. Tiếng mò cứ ê a đọc, xen lẫn với tiếng người sụt sùi khóc lóc, khiến khung cảnh càng trở nên có phần tang thương. Tiếng mò cứ ê a đọc, xen lẫn với tiếng người sụt sùi khóc lóc, khiến khung cảnh càng trở nên tang thương hơn. Tối ngày hôm đó, sau khi cúng tang ma cho mấy người nhà trong bản xong, tại nhà của Mo Khương, Mo Sinh châm đầy ấu thuốc lào, rít một hơi long lên sòng sọc, rót chén nước chè xanh. Mo Luông đẩy về phía Mo Khương và Mo Sinh. Mo Luông mới nhấp một ngụm nước chè mà cất giọng: "Các Mo này, sự việc ngày hôm nay các Mo thấy có điều gì lạ không?" Hạ cái điếu xuống, ho lên khủ khủ, Mò Sinh mới hỏi ngược lại: "Sao thế Mò Luông? Mò Luông thấy có cái sự gì à?" Mò Luông mới đáp: "Chả biết là các Mò có thấy không, chứ tôi ngửi thấy cái mùi của con ma rừng, nó ám ở trong mấy cái xác ấy." Mò Khương cười cười mới đáp: "Mùi ma rừng? Nói thật với hai Mò, kể từ khi ba chúng ta được thầy dạy đến bây giờ, tôi chưa bao giờ nghe ra cái mùi của ma rừng." "Phải đấy, Mò Luông nói rõ hơn đi." Mò Luông vẻ mặt có chút suy tư mà đáp: "Cái mùi này nó không giống mùi của xác chết, mà tôi thấy cái thứ mùi này nó kỳ, một cái thứ mùi hương vô cùng kinh tởm, không biết tả sao cho các Mò nữa. Nhưng mà tôi nghi là những người này chết không phải là do thú rừng giết, cũng không phải là do chết thông thường, mà khả năng cao chết do bị ma rừng quỷ núi nó làm hại ấy." Mò Sinh mới xua tay mà nói: "Ê già giàng ơi, Mò Luông đa nghi quá, không có cái chuyện gì đâu. Chuyện người đi rừng bị thú dữ tấn công là bình thường mà. Nếu mà chết vì con ma con quỷ làm thì đã có những cái thứ ô uế bám theo rồi." "Khi cúng cho nhà họ Mò Khương, tôi vẫn thấy người chết quay trở về mà, Mò Luông cứ yên tâm." "Nhưng các Mò không nghĩ là thú rừng ăn thịt người sẽ thành tinh sao?" Thấy Mò Luông nói vậy, Mò Sinh và Mò Khương đều quay qua nhìn nhau có chút suy ngẫm, rồi Mò Khương mới đáp: "Thôi được rồi, chuyện này tôi nói lại với trưởng bản, chúng ta lên kế hoạch vây bắt con thú rừng lại, tránh để sau nó thành tinh." Nghe Mò Khương nói vậy, Mò Sinh và Mò Luông cũng gật đầu ra chiều ưng thuận. Thế rồi cả ba vị Mò của bản lại vừa uống nước mà hàn huyên những câu chuyện thường ngày. Và tập 1 của Đồng Thầy Sát Quỷ phần 2 đến đây cũng là kết thúc mất rồi. Biết nói sao đây? Thật ra thì mình cũng trình bày với anh em một chút là thật ra là mình cũng muốn đọc nó dài dài hơn. Nhưng mà đến nay thì tác giả Ma Bóng của chúng ta mới viết được nửa câu chuyện mà thôi. Nó rơi vào đâu đó khoảng 25.000 chữ. Một cái câu chuyện mà tầm 30 phút mình đọc nãy giờ ấy thì độ khoảng 4-5.000 chữ. Thì 25.000 chữ, nếu mà tôi đọc độ khoảng 7.000 chữ một video tầm 3-40 phút thì nó rơi vào đâu đó độ khoảng chỉ được mấy video mà thôi. Cái phần 2 này nó cũng ngắn anh em ạ. Thế nên là cũng tiết kiệm một phần độ khoảng 1-2 tập nhé. 1-2 tập độ khoảng 30 phút hơn gì đó, để đợi tác giả Ma Bóng viết tiếp trọn bộ câu chuyện thì chúng ta cứ hóng hóng thế nó hay hơn. Mình căn bản là
Nếu mà tác giả ra hết trọn bộ câu chuyện ấy, thì mình có thể đọc ngắn cho các bạn độ khoảng 3 tập là xong cái bộ này. Mỗi tập độ khoảng tiếng 2 tiếng gì đấy. Số người đang đón chờ bộ truyện này cũng rất là đông, và rất nhiều bạn khán giả là bảo đang mong ngóng. Thế nên là kể cả là tác giả mới viết được nửa chuyện thôi, nhưng mình vẫn quyết định là mình lên luôn video cho anh em. Thế nên là cũng mong các bạn hết sức là thông cảm cho. Vậy thì bạn cảm nhận cái tập 1 của bộ truyện này như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đón xem trong tập 2 nhé. Và vẫn không hiểu là thầy Sơn, thầy cậu Lâm thì sẽ lên với cả Sơn Biển các thứ, Sơn Ngọng các thứ thì sẽ lên bản này kiểu gì. Chả lẽ là trong một chuyến du lịch mình vẫn chưa tưởng tượng ra. Thế thì chúng ta phải chờ xem thì mới biết được. Chính vì vậy hãy đón xem tập 2 vào ngày mai nhé. Về video này đừng quên like nếu bạn thích. Và chắc chắn rồi, hãy nhớ subscribe Đảo Kinh Dị nhé. Trước khi kết thúc thì chúng ta sẽ đến với một vài giây quảng cáo. Với phương châm uy tín là sự nghiệp, sonhaiguyen.com chuyên cung cấp các gói YouTube Premium giúp bạn xem YouTube không còn quảng cáo. Với mức giá cực kỳ hấp dẫn chỉ là 269.000 một năm mà thôi. Uy tín và chất lượng luôn là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi. Website sonhaiguyen.com, anh em hãy vào nhé.